Đầu tiên anh sẽ tạo ra cái controller cost, nó nằm trong thư mục API. Cost controller. Mình sẽ tạo cost resource đi nhỉ. PHP artisan make. Artisan. Artisan make controller. Nằm trong thư mục API cost. Sau này đi làm khả năng là các bạn sẽ làm API nhiều chứ sẽ không làm được kiểu webmix như những cái các bạn đang thấy đấy. Vì bây giờ các framework của JS nó phát triển cũng mạnh, xu hướng của nó sẽ tách biệt ra, chờ resource đúng không? Thì anh sẽ tạo ra được một controller ở đây, chẳng thế nhỉ? Ok, và anh sẽ vào phần API. Phần view chúng ta sử dụng JS rồi thì chúng ta sẽ bỏ qua mấy cái này, bởi vì các hàm này để load form thôi, chúng ta sẽ không dùng. Đây, còn những cái này chúng ta sẽ giữ nguyên này. Bây giờ anh sẽ khai báo router cho nó đúng không? Thì anh sẽ khai báo nó ở trong đây này. Anh sẽ tạm bỏ cái này đi. À, mình dùng cái này luôn. Đây, và anh sẽ khai báo nó với một router là resource như thế này, sẽ là cost. Cái router này các bạn cũng nhớ cho anh là sẽ không dùng có s nhé, không dùng số nhiều. Cost controller, chúng ta xem danh sách controller này. Là có lỗi không, chưa có đường dẫn bị sai cái đường dẫn controller à? Không, nên là API thiếu API ngoài thiếu controller. Resource đúng mà. Cái đường dẫn thiếu. À ừ, nhưng mà anh biết rồi. Thế anh bảo là thiếu cái API. Sẽ là API đúng không? Group function. Các bạn đã quen những cú pháp này chưa? Rồi chạy lên. Thì bình thường nhé, làm chuẩn luôn thì bình thường các bạn sẽ except đi đúng không? Except thằng nào các bạn? Create đúng không? Bỏ qua thằng create là gì? Và edit. Đây. Ok, sau khi xong cái này thì anh sẽ quay trở lại controller. Thì anh sẽ đi làm thằng danh sách này đổ ra trước. Thì chúng ta sẽ dùng thằng view table. Đây, chúng ta sẽ dùng thằng view table này. Thì trước khi dùng nó, anh giới thiệu qua một chút để các bạn nắm được nó luôn. Như anh có apply cái phần list vào rồi đó, anh sẽ mở nó lên luôn. Nó đang nằm ở trong phần resource của chúng ta, sẽ là cost, nằm trong view và cost. Đây, phần list đây này. Đây, thì anh sẽ giải thích một chút. Cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây á, đây này, thì cái này là chúng ta đang sử dụng của thằng view table. Đây, ok chưa? Thì bình thường các bạn sẽ thấy là một table của nó có chút thông thường nó sẽ có table và tr td thể hiện các cột các dòng đúng không? Nhưng ở đây các bạn sẽ không thấy việc đấy nữa, mà mỗi cái này này, table này nó sẽ nhận được cái data, chính là cái dữ liệu chúng ta lấy từ server trả về này. Và mỗi cái này này nó sẽ là cái cột mà chúng ta lấy được từ database, nó thông qua cái biến crop này. Đây, thì lát nữa anh sẽ demo cho các bạn biết. Ok chưa? Và cấu trúc của nó chỉ đơn giản như thế này thôi, không có gì hơn cả, chỉ như này thôi. Nhưng nó đủ để làm cho các dạng table khác nhau. Ví dụ các bạn có thể làm table tính toán gộp các cột, các dòng được, nó đều xử lý được hết.
thì các bạn có thể xem thêm ở trên thằng View Element. Bây giờ anh sẽ làm API trước đã. Với API này thì anh đã có service rồi đúng không? Sẽ use service đó là app service và sẽ là cost service như thế này. Được chưa? Xong đây anh sẽ khai báo một cái contract. Mục đích cái này để làm gì các bạn? Tạo ra một cái biến dùng chung đúng không? Tạo ra một cái biến dùng chung là gì? Cost service. Các bạn nhìn thấy cách làm nó cảm thấy nó quen thuộc chưa? Cost service này. Đây. Được chưa? Còn đây sẽ là gì? Dependent cái biến này vào đúng không? Đây, dependent vào với cái biến cost service. Đây. Sau đó chúng ta sẽ gọi đến cost service bằng cái gì? Bằng cái thằng này. Thì có phải là mỗi lần mà chúng ta gọi đến thằng index này nó sẽ chạy thằng này trước thì chúng ta sẽ lấy được cái giá trị này đúng không? Truy xuất ở đây. Thì đây chúng ta sẽ dùng try catch để có thể xử lý lỗi được ở đây. Sẽ là exception. Đó. Và đây chúng ta sẽ có một cái biến cost sẽ bằng zip trở đến cost service và trở đến anh chưa nhớ là chúng ta đang để ở gì. Quay vào thằng cost service xem. Chúng ta đang để nó là gì? Get cost ở đây này. Get cost có add đúng không? Đấy. Thì đây chúng ta chỉ cần lấy ra đơn giản như này thôi. Nhưng lúc này sẽ thay đổi, sẽ khác bởi vì chúng ta cần phải làm phân trang nữa, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ làm linh hoạt nó lên ở chỗ này này. Chúng ta sẽ có một cái biến truyền vào là page. Current page sẽ là 1. Default của nó sẽ bắt đầu từ page 1 ấy, kiểu vậy. Ok chưa? Và cái gì nữa? Chúng ta chỉ cần để limit thôi. Ban đầu anh sẽ lấy ra khoảng 20 bản ghi, 15 bản ghi. Ok chưa? Và order. Order anh chuyển vào là array như thế này. Đây. Thì đây thay vì get all thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì các bạn? Get từ order đến từ thằng repository này. Đây. Đây thì chúng ta sẽ không dùng như này nữa. Anh sẽ để ở đây. Anh sẽ viết riêng ở đây. Public function cost. Anh sẽ chuyển limit vào đây. Cũng là 15 default. Cũng là order by. Thôi, anh sẽ dùng cái này. Mình đang dùng nó rồi. Anh sẽ chuyển nó ở đây. Anh sẽ query. Như thế này. Và anh sẽ tạo ra một cái biến query ở đây. Ok chưa? Mình query đây chỉ là khởi tạo query, sau đó mình có thể where, join các thứ thoải mái nhé. Và ở dưới đây chúng ta sẽ return là return về cái query này. Trở đến cái gì các bạn? Query next. Đây, và chúng ta truyền cái gì vào? Nó chỉ cần cái limit này thôi đúng không? Đây, đúng không? Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ
xử lý order này sau, tí nữa anh sẽ nói về cái xử lý order này, bởi vì nó liên quan thằng view nữa. Bây giờ chúng ta chạy thử thằng này lên trước. Thì API của nó đang là API đây đúng không? Sẽ là API cost đúng không các bạn? Chúng ta chạy thử trang này lên. Login vào điều hành và server đã để anh start lên đây. Vì anh đang dùng cái Valorant này để anh tạo ra một cái con server là CentOS để chạy. Thế nên là mỗi lần tắt máy thì đồng nghĩa con server này sẽ bị tắt. Nên là khi muốn bật thì sẽ phải bật nó lên và bật lại các service. Nó hơi chậm. Đây. Thì ở bên ngoài này chúng ta làm dần sẽ là return the JSON đúng không? Thì chúng ta sẽ trả về như thế này. Respond JSON các bạn. Trả về cho anh thẳng cái biến cop này. Đó. Còn trường hợp mà có lỗi thì return respond trả về cho anh cái JSON với cái lỗi. Và đồng thời trả về cho anh một cái message lỗi là gì đó. Cái e trỏ đến get message này chính là cái lỗi exception mà chúng ta lấy ra được của thằng tên tây. Ok chưa? Ví dụ mấy cái lỗi kiểu undefined các thứ ấy, là nó sẽ báo lỗi ở đây. Đây và anh sẽ start server đây. Đấy thì anh cũng phải start nginx với MySQL. Đây và chúng ta sẽ nói đến API cost. Thì các bạn đã nghe đến API version chưa? Nghe đến keyword đó chưa? Thì nó sẽ trả về cho anh một cái list JSON như thế này. Các bạn có thể cài cái thằng này lên sau này debug cho nó dễ. Có dùng thằng này không? Các bạn search cái JSON format ấy, nó là một cái extension. Bình thường các bạn xem format của nó sẽ như thế này này. Nó là text như này rất là khó nhìn. Thì các bạn add vào cho anh làm như này. Đó. Thậm chí là cái này các bạn hoàn toàn có thể config cái theme cho nó ấy. Ok. Thì chúng ta lấy được, các bạn search theo key này. Được chưa? Thì add vào máy của mình ấy. Chúng ta lấy được danh sách như này rồi đúng không? Ok chưa? Thì các bạn thấy là đối với thằng Paginet ấy, nó sẽ trả về cho chúng ta cái format này nữa. Đây là cái thằng client nó cần để mà phân trang. Được chưa? Thì cái total này và cái current page là cái quan trọng nhất. Bây giờ quay trở lại đây này. Chúng ta sẽ vào thằng view. Vào thằng view. Đây, chúng ta vào thằng view này để xử lý này. Ở đây thì anh sẽ tạm bỏ những cái này đi. Các bạn thấy là đối với thằng view này thì chúng ta đang có cái này, đang có màn hình list rồi, nhưng cái list data đấy của chúng ta đang là dữ liệu fake. Đây ok chưa, nó đang là dữ liệu fake thôi. Thì chúng ta sẽ xử lý nó ở đây. Đây, thì anh sẽ nói về thằng view này một chút. Anh sẽ đặt tên ở đây, nó sẽ là list cost component. Các bạn đặt tên như này sau này quản lý rất dễ. Và trong biến data này chính là các biến được khai báo ở trong thằng view. Tất cả các biến giống như các bạn khai báo let va ở trong JavaScript ấy, thì đây nó sẽ khai báo ở dưới đây. Nó khai báo ở trong return của thằng data này. Được chưa?
và mỗi cái này nó là một biến gán giá trị cho nó, tương ứng nó sẽ nó là một object, còn đây là khai báo biến và gán giá trị cho nó, được chưa? Thì các bạn hiểu đơn giản như vậy. Và anh đang có biến data table đây, anh sẽ đổi nó đi. Đây, anh xóa nó đi thì các bạn sẽ thấy cái bảng này sẽ không có dữ liệu nữa. Lần xóa đi thằng Word nó sẽ chạy lại. Thì thằng này nó sẽ phải là không có dữ liệu nữa. Đây, các bạn sẽ thấy không có gì nữa. Ok chưa? Thì cái biến data này này chính là cái mà chúng ta đang truyền lên trên này này. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ đổi nó thành cost có S cho nó dễ quản lý, và chúng ta sẽ đi đổi biến đây thành cost. Đây, ok chưa? Đó, chúng ta sẽ tạm bỏ những cái biến mà chúng ta không dùng đến đi. Ví dụ như ta biến này anh tạm thời anh bỏ hết đi. Tạm thời anh bỏ đi xem lỗi gì. Đây, anh tạm bỏ đi, ok chưa? Anh tạm bỏ cái thằng committed. Đây, vì đang không dùng. Thằng committed nó là một concept ở trong thằng view. Và anh cũng sẽ tạm bỏ cái này đi. Tạm bỏ tất cả những thứ mà chúng ta sẽ không dùng đến. Đây, thì ở trong đây, trong thằng view này, nó có một cái khái niệm nữa là methods. Thì nó vỏn vẹn như thế này thôi. Tạm thời anh sẽ bỏ component đi, không dùng. Thì nó sẽ đơn giản như thế này thôi. Đây. Thì khi các bạn viết view, mỗi phần view nó chỉ bao gồm data là nơi chứa dữ liệu này, created. Cái này nó sẽ chạy trước cả cái nội dung HTML được load, thằng created này. Và thằng method là nơi chúng ta sẽ định nghĩa các phương thức mà chúng ta sẽ dùng. Đây. Đó, thì bây giờ anh sẽ viết sai thôi. Đây. Thì anh sẽ viết sau này, chạy lại lên xem nó có lỗi gì không. Thì chúng ta vừa xóa khá nhiều thứ đi. Ok, vẫn không vấn đề gì này. Đây, có một cái này anh sẽ xử sau. Nó đang chạy load user để lấy cái user login này. Tạm thời chưa làm đến phần login. Thì anh sẽ làm như sau này. Đầu tiên anh sẽ có một cái biến created ở đây. À, một cái hàm created ở đây. Thì hàm này nó sẽ chạy ngay sau khi trang được load. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta load trang, khi mà trang của chúng ta được load, chúng ta sẽ gọi đến hàm getData. GetData như này. Ok chưa? Trang nó load xong cái thì chúng ta sẽ gọi vào đây console log getData. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Anh xóa cả hàm delete này đi nhé. Lúc nào dùng chúng ta sẽ khai báo sau cho nó dễ. Thì anh chạy lên, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ thấy nó chạy vào thằng đây, ok chưa? Và đây chúng ta sẽ gọi lên server. Gọi lên thông qua cái gì các bạn? ACOS đúng không? Chấm get. Đây, chấm gen. Chúng ta sẽ viết theo cú pháp của ES6. Chỗ này các bạn hiểu không? Đó. Thì khi mà gọi, đây là cơ chế gọi Ajax này. Trong JavaScript thông thường ấy. Trong jQuery khác mà dùng thằng này khác. Và đây anh sẽ gọi theo cái đường dẫn của chúng ta là gì? API đây đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi như thế này. Đây, ok chưa? Và chúng ta sẽ có một cái chấm cache. Cái này em trước làm rồi đúng không? Đây sẽ là gì? Chấm cache này sẽ là chứa error nếu mà có những lỗi ngoại lệ thì nó sẽ rơi vào cache.
đây, được chưa? Còn nếu mà chạy thành công, gọi lên server thành công thì nó sẽ rơi vào gen, và ở đây chúng ta sẽ có cái respawn. Ok chưa? Chúng ta chạy ra đây này, console log.rest. Đây, và khi gọi lên, nó đang báo lỗi. À đây là cửa thằng user đây, chúng ta đang lấy được data về rồi. Ok chưa? Thì các bạn check cho anh là nếu status bằng 500, cái status này là status của HTTP nhé, protocol thì nó là method, à, phương thức ở trong trình duyệt đó. Thì anh sẽ check theo cái này nếu mà nó bằng 500, cái rest này bằng 200 chứ, 200 thì anh sẽ truyền nếu bằng 200 thì anh sẽ gọi đến để truy xuất đến một biến, hay là nói một cách khác là một cái data ở trong thằng component ấy. Đây là một cái biến này. Thì chúng ta sẽ dùng zip chấm cái biến đó, nó giống trong Java thôi. Đây, ok chưa? Và nó sẽ là rest chấm data. Cái data này có nghĩa là cái mà chúng ta nhận được dữ liệu trả về đây này. Đây này, đây, data này, được chưa? Sau đó chúng ta lại phải chấm thêm một lần nữa là chấm data để lấy ra được cái data mà chúng ta muốn đổ lên bảng này. Đây, thì anh sẽ là chấm data, data như thế này. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Trái lại đây chúng ta sẽ đổ ra lỗi và tí nữa chúng ta sẽ làm một cái thông báo lỗi. Chấm errors như thế này. Bây giờ chúng ta chạy thử lên này. À đây, dữ liệu của nó lên rồi này. Đây, nhìn thấy chưa? Nhưng các bạn thấy là dữ liệu của từng cái cột này này, nó sẽ tương ứng với từng cái cột ở đây. Làm thế nào nó hiểu được thì như anh vừa nói, nó sẽ thông qua cái biến prop này này. Thông qua cái biến prop này này. Đây, được chưa? Các bạn chỉ cần truyền đúng, ví dụ cái đầu tiên của chúng ta là tên khóa học đúng không? Thì các bạn xem key của nó là gì? Là name đúng không? Thì các bạn chỉ cần truyền ở đây như thế này. Name là nó sẽ hiểu được. Anh tạm bỏ prop đi đã. Đây, là nó sẽ hiểu được. Đây, kiểu như vậy. Ok chưa? Số bài học thì sao? List number. Số bài học đâu này? Ví dụ anh để là học phí đi. Và thời gian học đi. Đây ví dụ như là thời gian này, thời lượng này. Thì chúng ta chỉ cần chuyển như này là các bạn sẽ không cần phải xử lý gì nữa. Đây, đây, ok chưa? Và chúng ta để là số buổi đi. Thì cái label này này, cái label này nó chính là cái để hiển thị cái tên của cái tiêu đề, cái cột header này, này. Cái ở trên đầu này, này anh để đây là số buổi và anh sẽ truyền vào cái key tương ứng của nó, ví dụ như là mission number. Sẽ như này. Đó. Và ở đây các bạn hoàn toàn có thể set width các thứ cho nó được. Và align nó ra giữa. Ví dụ anh lấy một dạng align sang phải, anh lấy một cái ví dụ như là cột select. Đây, anh sẽ thêm một cột này nữa để anh nói về cái formatter ở trong này. Ví dụ như link khóa học thì nó sẽ là
nó sẽ kiểu như thế này. Select. Đây. Ok chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể làm ví dụ như là các bạn muốn là người dùng có thể chuyển cái này thành một cái link để mà click vào thì nó sâu ra, thì chúng ta sẽ làm dạng như thế này. Có một cái concept là như thế này. Các bạn thấy là vì chúng ta mỗi lần vào đây chúng ta sẽ phải gọi lên server và nó sẽ bị delay một khoảng này. Thì ở trong đây nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một hàm loading nữa để chúng ta xử lý. Ở đây này, chúng ta sẽ có một cái biến loading là sửa anh đề bằng full. Ok chưa? Bằng full. Và anh có thể sử dụng cái biến này khi mà gọi vào sẽ là v loading. Và anh sẽ truyền tên biến nó vào ví dụ là loading. Thì mỗi lần gọi đến hàm này, anh sẽ gọi đến cái hit để nó đi, anh gắn nó vào chung. Và sau khi load thành công thì anh sẽ gắn lại nó bằng full. Chấm load đi. Chỗ này có hiểu không? Có. Đây, như này. Chúng ta viết ngắn gọn như thế này đối với VS. Anh chạy thử lên. Chạy trên đường xem tốt thì nó chậm hẳn. Đây, nó sẽ xuất hiện cái này này. Ok chưa? Thì nó sẽ sâu ra cái nút bình đó. Một cái concept nữa mà anh muốn nói cho các bạn. Formatter. Đây. Có nghĩa là chúng trong một số trường hợp các bạn sẽ đặt một câu hỏi là ví dụ chúng ta có cột giới tính nếu quản lý user chẳng hạn, đúng không? Thì giới tính thì chúng ta quy định trong database ví dụ là 1, 2. Thì hiển thị ra đây không thể sâu 1, 2 được. Thì làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị đây nó là nam, nữ, kiểu như thế. Nó là giới tính nam hay là nữ ấy. Thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể xử lý được việc đấy. Đây. Nó sẽ có một thằng formatter này. Có một cái concept đó là formatter, anh sẽ viết như thế này. Ví dụ chúng ta muốn xử lý cho cột này. Muốn xử lý formatter cho cột này thì các bạn viết như thế này. Formatter bằng cái gì thì chúng ta sẽ gán cái hàm nó vào đây, ví dụ anh để là get select thì cái hàm này thì sẽ không có tham số truyền vào. Cái hàm này này truyền đây này, thì chúng ta không cần truyền tham số truyền vào, nhưng thằng view, thằng element table nó xử lý cho mình là mỗi lần duyệt cái dữ liệu của thằng code này, nó sẽ lấy ra được một cái code và nó truyền ở trong hàm này. Thì nó sẽ làm như sau này. Anh chạy đây, anh khai báo cái hàm code này. Và anh tạm để ví dụ row và code này. Mỗi lần nó sẽ lấy được một code. Ok chưa? Chạy ra lên chấm .code. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi lần chạy từng bản ghi thì nó sẽ lấy ra được từng cái code một và chúng ta sẽ xử lý ở bên trong cái hàm đó theo cái ý đồ của mình. Ví dụ đây các bạn thấy nhá, mỗi lần chạy thì anh lấy ra được từng cái code đây, từng cái đây đúng không? Thì chúng ta ví dụ nếu là user thì chúng ta sẽ check là nam hay nữ thì sẽ check cái thuộc tính của nó và sâu ra, được chưa? Trong trường hợp này cái code của anh thì anh muốn xử lý như thế này. Return ví dụ như ahred cũng có thể là nó sẽ không hiểu cái HTML, chúng ta còn một cái cách khác để xử lý. Đây nó sẽ như thế này và đây chúng ta sẽ là như thế này. Code.select như thế này, ví dụ như xem trước là xử như vậy.
chúng ta xem là nó sẽ override lại cái giá trị ở đây này. Khi mà có formatter đây, nó sẽ không hiểu cái mã HTML. Thì chúng ta còn một khái niệm nữa, đó là các bạn hiểu cái formatter này rồi đấy. Ok chưa? Sau này mỗi cột thay vì hiển thị dữ liệu mặc định mà database trả về, các bạn muốn hiển thị theo cái dữ liệu, theo những cái mục đích của mình, thì các bạn có thể dùng cái formatter này để xử lý. Hiểu chưa? Đó. Nhưng đối với thằng formatter này, khi chúng ta return cái mã HTML này, nó sẽ không hiểu. Đây các bạn nhìn thấy này, nó vẫn hiển thị code HTML này. Thì làm sao để chúng ta có thể làm việc này? Thì nó có một cái khái niệm nữa, nó gọi là khái niệm slot và scope. Đây, thì ở trong này này, chúng ta có thể, đối với trường hợp này sẽ không dùng formatter được. Chúng ta sẽ dùng cái anh đưa ra để các bạn nắm được. Xong rồi các bạn giống như ý ở trong online nhỉ? Đúng rồi, kiểu vậy. Concept của nó là giống nhau. Đây, thì đây nó có một khái niệm là template scope này. Đây, anh sẽ có một cái demo cho các bạn này. Các bạn về cứ xem những cái này cho anh nữa. Sẽ có trường hợp đây, có trường hợp sẽ dùng scope này. Đơn giản như thế này. Đây, template scope này. Anh sẽ viết như thế này. Trong template này, thì mỗi lần chúng ta khai báo template và scope ở trong này á, thì nó cũng sẽ hiểu là nó sẽ lấy ra được một thông tin của một bản ghi ở đây. Đây, và trong này chúng ta hoàn toàn có thể dùng ahrefs. Đây, thì mỗi bài toán khác nhau nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cách để chúng ta xử lý title này. Ví dụ anh để là xem thêm. Đây sẽ xem thêm. Là xử như vậy. Lỗi ở đây. Có một khái niệm này nữa anh muốn show cho các bạn nhìn thấy này. Bình thường các bạn dùng các thuộc tính của thẻ HTML ấy, các bạn dùng như thế này thì nó sẽ hiểu trong này chỉ là string thôi. Thông thường các bạn nhập biến hay giá trị vào nó cũng không hiểu được. Nhưng các bạn chỉ cần nhập hai biến như thế này thì lúc này là nó sẽ nội suy cái giá trị của từng cái biến này. Các bạn truyền đây, nó hiểu đây là một biến chứ không phải là một giá trị đơn thuần nữa. Được chưa? Thì ở đây anh dùng hai chấm và href như thế này, có nghĩa là nó sẽ lấy cái biến row này và lấy ra cái key là slug với cái value tương ứng. Được chưa? Đây này, thì chúng ta sẽ có được cái này. Đây, được chưa? Đó. Tiếp nhá. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến thằng xóa đi. Này làm đầu tiên đi. Thằng xóa này thì trước khi xóa chúng ta cần phải confirm đúng không? Thì các bạn có tìm hiểu đến cái này không? Chúng ta sẽ dùng cái alert đi. Alert là sau khi xóa. Đây này, nó sẽ kiểu như này này. Thì anh sẽ đưa cái này vào. Cú pháp của nó nhìn thì khá là rườm rà đây, nhưng anh sẽ nói gọn như thế này. Thì đầu tiên anh sẽ phải viết phương thức xóa đúng không? Anh sẽ bỏ cái get slug đi vì không dùng. Chúng ta sẽ viết phương thức xóa sẽ là delete cost.
Mỗi lần delete chúng ta cần truyền gì vào? ID. Chỗ này chúng ta nên để là get code đi thì hay hơn này. Get code có s này. Thì đây sẽ đổi lại chỗ này là get code. Đây, được chưa? Delete code này. Mỗi lần delete code thì chúng ta cần truyền ID vào, nhưng chúng ta cần confirm trước. Thì bản chất của cái này nó sẽ là như thế này. Đây. Thì trường hợp khi mà người dùng click vào thì nó sẽ hỏi cho thông tin này trước, confirm. Nếu mà chúng ta nhấn OK thì nó sẽ next vào đây để thực hiện xóa, được chưa? Các bạn nhấn cancel nó nhảy vào đây, được chưa? Thì trong trường hợp chúng ta cancel chúng ta không làm gì cả thì để nguyên như này. Đây, được chưa? Và đây anh sẽ để lên là bạn có muốn xóa không. Đây. Kiểu của nó là warning thì nó sẽ có một cái icon. Đây chúng ta. Thì khi mà chúng ta muốn xóa thì chúng ta sẽ phải gọi đến cái hàm này, đúng không? Thông qua cái sự kiện click của cái thẻ này, element delete này, được chưa? Thì đây của chúng ta sẽ, anh sẽ đưa vào một cái gọi hàm event, trong đây nó sẽ là a cộng tên event và tên hàm, được chưa? Chúng ta cần truyền ID vào thì ID nó sẽ lấy thông qua thằng này, được chưa? Anh sẽ để là scope, anh sẽ để là scope. Và anh sẽ lấy thông qua scope như thế này. Chấm row và chấm ID, đúng không? Chấm ID. Cần ID mà. Nhưng mà sau này các bạn làm ý, thì đừng bao giờ truyền mình ID vào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thực tế nó không đơn giản như thế này. Ví dụ như ở hiện tại anh đang làm, công ty đang làm một cái quản lý voucher ấy. Voucher cho khách hàng ấy. Thì các bạn biết là voucher thì nó sẽ có ngày hết hạn, đúng không? Ngày expire ấy, hết hạn sử dụng các thứ. Hay là cái voucher đấy thì đã có ai sử dụng hay chưa, kiểu như vậy. Thì các bạn truyền như thế này, các bạn biết mỗi ID thôi. Muốn biết các thông tin khác như là cái voucher đấy ngày hết hạn là bao nhiêu, hay là có ai sử dụng hay chưa, thì các bạn lại phải call lên server, đúng không? Nhưng trong khi đó lúc mà các bạn lấy ra danh sách, các bạn đã lấy được thông tin đó rồi, thì các bạn nên truyền cả cái object này vào này. Sau đó vào trong đây, ngoài cái việc confirm là có xóa hay không ấy, thì vào trong đây này, các bạn sẽ lấy được cả thông tin cái object mà các bạn truyền vào đấy. Các bạn xem expire date của nó còn hạn hay không so với now chẳng hạn, trước khi các bạn xóa, kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ thực hiện rất nhiều logic ở trong đây nữa. Hiểu ý của anh không? Ở đây chúng ta đang cần truyền ID thì anh sẽ làm như thế này. Anh sẽ nhận được cái ID ở đây. Các bạn xem này. Đây, khi các bạn cancel này. Và nếu các bạn OK thì nó sẽ rơi ở cây này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện xóa. Nó sẽ trả về chúng ta ID. Còn nếu các bạn truyền đây cả cái scope như thế này thì anh nghĩ là anh sẽ sửa nó thành scope cả cái row này, thì cái mà các bạn nhận lại nó sẽ nhiều hơn, nó là cả một cái cost. Đây, nó sẽ là cả một cái cost cơ. Đây, khi xóa này, có phải các bạn nhận lại được cả một cái object này không? Đây, có đúng không? Thì các bạn có thể check rất nhiều điều kiện khác nhau nữa, tùy vào từng bài toán. Và mà anh cũng vẫn lấy được ID, được chưa? Và chúng ta cũng không cần phải query ở đâu cả, dữ liệu nó ở dưới này hết rồi nên rất là nhẹ. Dữ liệu nó ở dưới client hết rồi. Thì đây chúng ta sẽ gọi
đến phương thức xóa như sau này. Cái ACOS của chúng ta lúc này sẽ là gì? Delete đúng không? Chúng ta sẽ truyền cái gì lên? Chúng ta sẽ tạo ra một cái API xóa. Thì cái xóa của chúng ta có rồi. Nó nằm đâu các bạn nhỉ? Đây đúng không? Destroy này. Theo đúng, à đâu, đây là client mà. API edit cost. Đây. Đây, ok chưa? API cost và chuyển ID lên. Kiểu như vậy. Thì ở đây của chúng ta sẽ như thế này. Như thế này, được chưa? Và chúng ta chuyển ID vào thì nó sẽ như thế này. Chấm cái gì các bạn? Chấm ID, được chưa? Sau đó nó sẽ là gen. Đó. Đây. Chúng ta sẽ có rest. Ở đây. Trái lại thì sao? Sẽ là get đúng không? Trường hợp ngoại lệ thì nó sẽ rơi vào kênh này. Nếu có lỗi. Chúng ta sẽ có những error ở đây. Đây. Được chưa? Chúng ta có API rồi, chúng ta thiếu hàm nữa thôi. Thì trên này chúng ta sẽ viết cho cái gì các bạn? Destroy đúng không? Destroy chúng ta có service xóa chưa? Chưa. Đây, chúng ta sẽ dùng qua thằng này. Chúng ta sẽ viết chung đi. Function thì ở đây sẽ là gì các bạn? Có đúng không? Cho đến cái gì? Destroy bản chất của nó là nó dùng được cả một mảng, truyền cả một mảng vào. Thì chúng ta nên xử lý viết theo hướng sau này đỡ phải sửa lại. Thì đây sẽ là ID. Đây, được chưa? Các bạn có thể enter nó vào. Thì ở bên này chúng ta sẽ có phương thức delete cost. Gọi đến delete đúng không? Và chuyển cái gì vào? Đây chúng ta cũng cần một cái mà có ID. Ở bên service thì các bạn viết nó rõ nghĩa ra. Được vậy. Bắt buộc đưa vào là một cái array chẳng hạn như vậy. Được chưa? Rồi mình sẽ ném nó vào đây. Bên controller chúng ta dùng như nào? Bên controller thì sao các bạn? Đây đúng không? Try. Thử đã nha. Get exception. Đây. Anh vẫn lấy cái này xuống để anh đảm bảo là anh chả phải lỗi. Đây, được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ đi tới ID chưa? Chúng ta sẽ trả về true false thôi để biết là xóa thành công hay là thất bại. Chúng ta test này trước. Truyền đây là gì các bạn? Thử nhé. Đây. Thử này. Thank you.
phải F5 lại vì thường ghi F này. Đây. Anh sẽ thử này. Gọi lên chưa? Gọi lên rồi đúng không? Các bạn nhìn thấy XRS là phương thức gọi ASAC HR chứ. Còn đây, gọi lên và 200 chúng ta lấy được phải là 1. Được chưa? Đây. Và chúng ta cần ở đây là làm gì các bạn? Để cho đến code repository đúng không? Quên mất tên. À, code service sorry. Cho đến cái gì các bạn? Delete code. Và các bạn truyền vào là gì? Là một mảng đúng không? Ném nó vào mảng và đưa ID như này là nó hiểu. Được chưa? Cái này nó sẽ trả về cho các bạn một kết quả là true phone. Nhưng tại anh hoàn toàn anh có thể trả về như thế này. Return JSON với started. Đây, đơn giản như thế này thôi. Tại sao lại anh hoàn toàn có thể xác định được đây là true theo các bạn? Tại vì chúng ta đang dùng cái try catch này này. Nếu mà nó bị xảy ra lỗi khi mà xóa thì nó sẽ rơi xuống đây. Có đúng không? Nó sẽ rơi xuống đây. Còn nếu mà nó không xóa được thì cũng không có nghĩa là nó, và cái trường hợp không xóa được ấy thì có thể là cái bản ghi chúng ta đang xóa đã bị xóa trước đấy rồi, thì thằng này nó sẽ không bị lỗi, chương trình sẽ không bị lỗi, nó vẫn báo về cho chúng ta là thành công, thì chúng ta có thể để true ở đây cũng được. Ok chưa? Chạy thử nhé. Đây, anh sẽ xóa ví dụ như test. Xóa rồi đúng không? Đó, nhưng chúng ta cần phải làm gì? Load lại cái này. Có đúng không? Bởi vì thằng này vẫn còn, trong khi đó load lại là sẽ mất, thì chúng ta sẽ phải load lại. Load lại mà không cần phải load cả page. Load mình cái vùng này thôi. Thì đấy là ưu điểm của thằng JS đây bị xóa rồi này. Thì các bạn sẽ xử lý nó như thế này. Anh làm mẫu để các bạn, anh hy vọng là các bạn sẽ làm xong từng cái phần của mình nhé. Thì ở đây sẽ là gì các bạn? Anh sẽ check đúng không? Nếu res.status bằng bằng 200 zip cho đến loss get cost chứ get cost được chưa? Thử như vậy. Thử này. Chúng ta sẽ xóa cái tiếp theo. Đó, ok chưa? Đây. Tương tự như vậy. Đó, được chưa? Đó. Trường hợp có lỗi thì sao? Ví dụ anh cố tình có lỗi như này. Trong thực tế chúng ta sẽ phải test kỹ và làm kỹ đến từng cây như vậy. Cố tình tạo ra cái lỗi như thế này. Đúng không? Thì lỗi sẽ là gì? Đối với trường hợp xóa trước đi. Phần list kia cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ phải đi xử lý cho trường hợp là catch của cái này. Nếu các bạn làm kỹ và không muốn tester gọi bắt lỗi ấy, chúng ta sẽ phải bắt được những cây đó đúng không? Đây, xóa ở đây nhé. Click vào chọn. Đó, các bạn sẽ thấy đầu tiên là báo lỗi 500 này. Đúng không? Và nó sẽ rơi vào catch.
và chúng ta đang show ra cái lỗi này này, nhìn thấy không? Đang show ra cái lỗi này. Và muốn biết chính xác cái lỗi này thì các bạn thông thường khi mà làm cho trang chạy thật rồi sẽ không show ra lỗi kiểu như thế này, mà chúng ta sẽ chỉ báo một cái lỗi chung chung thôi, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Làm cho anh một cái chung chung như vậy. Còn lúc các bạn làm thì các bạn có thể show cái lỗi đó ra. Đây, nó sẽ rơi kiểu như này. Đó, kiểu như vậy, được chưa? Chỉ cần thế thôi. Tương tự đối với trường hợp nếu mà ghét bị lỗi thì cũng như vậy. Đây, được chưa? Sau này chúng ta sẽ đưa cái này vào trong phần language này sử dụng lại một lần thôi. Thì trong Laravel nó có phần này, này. Phần language để dùng đa ngôn ngữ. Cái đó để sau. Chúng ta sẽ phải dùng nó lại. Ok chưa? Vậy là anh demo xong cái phần list này. Vậy phần list này còn phần gì nữa các bạn? Phần sort. Đúng không? Phần sort là chưa được. Anh sẽ thêm ít dữ liệu vào đã. Sau đó anh sẽ làm phân trang nữa, thì anh sẽ ưu tiên làm phân trang trước. Thì trong thằng này nó sẽ có một cái paginet này. Đây, để chúng ta làm phân trang. Thì cách dùng của nó đơn giản như thế này. Đầu tiên anh sẽ copy cái phần view này, anh sẽ đưa nó vào đây trước. Anh sẽ đặt nó dưới cái table. Nó sẽ trước hết là nó sẽ đơn giản như thế này. Đây là cái component của thằng View Element, được chưa? Cái tổng số bản ghi này chính là tổng số dữ liệu mà thằng này nó trả về này. Chúng ta phải truyền con số này vào, được chưa? Thử nhá, chạy lên đây. Đây thì nó sẽ như này. Ok chưa? Cái này nó cho phép các bạn thay đổi cái format của nó, ví dụ có background hay không, thêm một cái thuộc tính background ở đây là nó sẽ hiểu như thế này. Đây, kiểu như thế này. Anh sẽ làm. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có một cái biến total ở đây. Ban đầu anh gắn nó bằng 0, được chưa? Và cái biến này chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Ok chưa? Đây, thì nó sẽ nhận cái biến total này ở đây. Tức là từ thằng view này này, nó muốn đọc một cái dữ liệu ở trong thằng data này, nó chỉ cần tên biến nó, gọi đến tên biến của nó là được, không cần dùng zip nữa, được chưa? Sẽ không cần dùng gì. Và ở dưới này sau khi mà chúng ta load được cái này thành công thì chúng ta sẽ gắn cái total cho nó ở đây này, gắn data, gắn total này. Sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng cái response.data và .total, chính là dữ liệu đây, chính là dữ liệu đây. Ok chưa? Để mà thằng này nó cái element pagination này, nó sẽ nhận các tham số này vào và nó tự tính toán phân trang cho chúng ta, tự tính toán để hiển thị số trang cho chúng ta dựa vào cái total. Và nó có một biến current page nữa để chúng ta biết được cái trang hiện tại đang là trang bao nhiêu, thì nó sẽ có một cái current page. Nó là một cái biến như thế này. Anh tạm thời anh gán nó bằng cái biến current page của chúng ta. Chúng ta khai báo cái biến current page. Đây. Và trang default ban đầu nó sẽ là 1, đúng không? Và cái nó sẽ là trang 1. Thì đây nó sẽ nhận cái giá trị này. Đây, được chưa? Một cái nữa là page size. Page size có nghĩa là gì? Nó quy định tổng số bản ghi. Ủa nhiều này rồi.
website nó sẽ quy định tổng số bản ghi mà hiển thị trên một trang, được chưa? Đây ví dụ của chúng ta đang có ngần này dữ liệu. Ồ, nhiều vậy á. Nhiều thật. Đây thì chúng ta sẽ dùng cái page size này như thế này. Thì anh giả sử đây page size của chúng ta sẽ là bằng 2 đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi. Thì chúng ta sẽ cần một cái hàm để mà bắt cái sự kiện khi người dùng change page này. Mỗi lần người dùng change page này chúng ta sẽ bắt được thông qua cái sự kiện change page, thông qua cái thuộc tính change page của cái component đấy. Người dùng thay đổi cái hàm này thì chúng ta sẽ nhận được cái trang tương ứng. Và chúng ta sẽ có một cái đối số truyền vào là page như thế này. Đây, được chưa? Và các bạn console log ra cho anh xem có nhận được cái giá trị chính xác như vậy không. Nó là hàm. Chúng ta sẽ có a còng xem nó nhận chưa. Đó. Đó, thấy chưa? Đang có 9 bản ghi đúng không? 0 đến 9 mà anh. 0 đến 8 thì là 9 đúng không? 9 bản ghi đúng không? 9 bản ghi mà chia 2. Anh đang để page size bằng 2 ấy. Thì có nghĩa là đây nó sẽ bằng 5 trang là đúng rồi. Đúng không? Nhưng ở chỗ này của chúng ta đang bị hiển thị sai. Đang hiển thị tất cả. Các bạn là nó không. Các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao không? Bởi vì thằng server của chúng ta nó vẫn đang trả về chúng ta là bao nhiêu bản ghi? 15. À tất cả. Nó vẫn đang trả về chúng ta tất cả. Thì ở trên này nó không chia được tạm thời. Bởi vì sao? Chúng ta đang chưa kết nối server mà. Chúng ta quan tâm số này trước. Đây đang đúng rồi này. Được chưa? Được chưa? Đó, nhưng vấn đề của chúng ta phải làm là cái con số này này. Khi mà làm ấy, cái con số này này, page size này này, với cái limit ở trên này luôn luôn là phải bằng nhau. Đâu nhỉ? Đây, trên này sẽ luôn luôn phải bằng nhau. Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái request ở đây. Request. Được chưa? Có thì không có. Thì ở đây tại vì chúng ta đang dùng cái server cost này này. Default của nó limit bằng 15. Default bằng 15 nên sẽ luôn luôn lấy tối đa 15. Nhưng chúng ta sẽ truyền tạm ở đây cái limit của nó như thế này. Nếu mà request mà không có limit ấy, có nghĩa là thằng này có giá trị không ấy, đúng không? Nếu mà không có, anh viết như thế này có nghĩa là nếu có thì nó lấy thằng này, còn nếu không có thì anh để là 2. Ok chưa? Để cho nó giống nhau cả trên và dưới đã. Từ nãy giờ cứ thắc mắc mãi nhìn mẽ ông ra quên mất điều đó. Đây nó sẽ như thế này, đúng không? Và vấn đề của chúng ta đi xử lý là sẽ phân trang này này, được chưa? Đó thì khi chúng ta phân trang chúng ta cũng đồng thời truyền cái limit lên. Thì thay vì để cố định đây chúng ta sẽ để là một cái là page size ở đây. Ok chưa? Thì sau này các bạn làm ấy thì cố gắng là mọi thứ sẽ truyền từ dưới client lên để làm sao mà server sẽ không phải sửa nữa. Sau này các bạn muốn thay đổi đây bằng 10 hay 20 thì không phải sửa code trên server nữa. Các bạn cũng sẽ thay đổi được. Đây như này. Thì của chúng ta nó sẽ như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái biến page size ban đầu anh để bằng 3 đây. Được chưa? Thì khi mà gọi lên trên server thì anh sẽ gọi như thế này. Code đây đúng không? Thì anh sẽ truyền, anh tách ra thành một biến URI. Tất cả mọi cái sau domain nó đều là URI đúng không? Đây. Thì anh sẽ ném nó vào như thế này. Được chưa? Thì URI đầu tiên anh có cái giá trị gì truyền lên? Limit đúng không? Ở đây là trên kia mình đang dùng request limit rồi. Anh truyền lên bằng limit sẽ bằng cái gì các bạn? Bằng cái page size của mình đúng không? Chấm page size
Ok, bây giờ anh lốt lại thì chắc chắn nó sẽ lấy ra 3 bản ghi. Có đúng không? Không có thì sẽ lấy 2, nhưng mà nếu có sẽ lấy ra 3. Đây. Ưu tiên lấy theo cái mà chúng ta chuyển lên. Đây, nhìn thấy chưa? Đó. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ chuyển cái gì lên nữa? Current page. Current page là 0. Bắt đầu từ 1 chứ. Thì đúng theo concept của Laravel thì tên key của nó sẽ là page. Được chưa? Và chúng ta sẽ chuyển lên là gì? Viết chấm gì các bạn? Có phải miếng này không? Có phải miếng này không? Đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Chạy lên nhá. Đây. Nếu anh next sang page 2 thì nó cũng phải thay đổi theo đúng không? Nhưng tại sao nó chưa thay đổi? Nó chưa lốt này. Tại vì ở đây của chúng ta này, chúng ta chưa làm gì đúng không? Thì chúng ta sẽ làm gì? Gọi đến hàm getCost đúng không? Hàm này đúng không? Chấm getCost. Nhưng làm sao để chúng ta biết là cái page của nó thay đổi? Bởi vì chúng ta đâu có chuyển page vào đâu. Mới gọi mới cái kia. Chuyển page vào. À, nếu mà page thay đổi thì bây giờ nó phải nhận được là cái chúng ta next này, chúng ta change nữa thì page nó phải thay đổi đúng không? Dữ liệu phải thay đổi theo đúng không? Thì làm như nào? Thì có phải là chúng ta đang lấy cái current page này ở đây rồi đúng không? Có đúng không? Mà current page nó là biến ở trên này. Thì mỗi lần gọi đến change page, anh sẽ read.page current page bằng chính cái page mà đã change. Cái này là cái thay đổi đây đúng không? Gán vào đây đúng không? Sau khi gắn xong thì gọi đến thằng này. Gọi đến thằng này thì thằng này nó lại gọi lại thằng này ở đây. Đúng không? Và thằng này được gắn rồi. Có hiểu không? Nó có hiểu không? Đây, chạy thử nhé. Thì nó sẽ thay đổi theo. Đây. Page 2. Nó sẽ phải thay đổi. Tí nữa chúng ta show ID ra bởi vì tên nó đang hơi giống nhau. Nhưng mà thay đổi đấy. Nó đang đúng. Đây, có 9 bản ghi đúng không? Nếu mà bây giờ chúng ta thay về 1 thì chúng ta không phải sửa gì code trên server cả. Thì đây là cách code nó tối ưu nhất để các bạn có thể dùng. Đây. Số page cũng thay đổi theo đúng không? Thì đang có 9 bản ghi 9 page. Đây. Đây. Còn nếu đây là 20 thì thông thường chúng ta sẽ để khoảng 15. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái sort. Lớp mình có hiểu không? Thì lúc này sẽ là 1 đây. Được chưa? Cái sort này thì sao? Thì chúng ta sẽ phải bắt được cái sự kiện của người dùng ở đây. Đúng không? Bắt được cái event ở đây. Thì ở đây thằng element view này nó cũng hỗ trợ cho chúng ta một cái event để bắt ở đây này. Nó phải đặt ở trên table cơ, đặt một lần thôi, dùng một chỗ như này thôi. Được chưa? Và khi gọi vào thì nó sẽ, khi kích vào từng cột một ấy, thì nó sẽ lấy ra thông tin của cái cột đó như này, bao gồm column này. Đó, kiểu order là gì. Và cái chúng ta cần lấy ra nữa đó là cái tên chấm prop này, này. Và order, kiểu order là gì. Được chưa? Cần hai cái đó thôi. Nếu mà sort một cột thì các cái còn khác không phải đuổi theo. Đúng rồi. Ví dụ nhá, ở đây nó là khóa học này, bên này là giá trị 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu em sort cái thì bên kia nó bị sort theo. Nhưng mà cái giá trị sort chính thì vẫn là thằng này, sort trong database. Thì lấy ra thì thằng kia nó bị thay đổi theo chứ. Vì thứ tự thằng này thay đổi mà. Vì bản chất nó là một bản ghi mà. Ở đây này, các bạn sẽ lấy ra được cái thông tin. Anh sẽ để là row đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái là prop tên cột ạ. Cái thứ hai nữa là vẫn là cái row này. Và chúng ta sẽ có một cái cột là order. Đó. Chúng ta cần hai cái này để chuyển đi thôi. Đây. Đây, ok chưa? Thì cái name chúng ta giữ nguyên. Thì cái order chúng ta sẽ chuyển đi như sau này. Mỗi lần gọi vào đây đúng không?
anh sẽ khai báo ra một cái biến string ở đây là order, order, order string như thế này. Ban đầu nó bằng rộng. Đây, được chưa? Thì anh cần truyền đi như thế này. Anh sẽ là this.order string. Được chưa? Sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng ví dụ như là anh để là column name. Column thì anh sẽ bằng chính tên column. Row.prof đúng không? Đây, ok chưa? Và cái gì nữa các bạn? Và anh sẽ truyền đi kiểu order của nó là gì? Order sẽ bằng cái gì đó. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến này này. Yes. Order type kiểu order. Thì chúng ta check là nếu mà cái row.order này chấm order mà nó bằng bằng cái này thì có nghĩa là gì các bạn? Nó là kiểu order ASC đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn viết cho nó chuẩn thì chúng ta sẽ để đây, được chưa? Trái lại thì sao? Trái lại thì là DSC đúng không? Đây, console log. Nhưng trong trường hợp nó sẽ không order, kích lần thứ 3 là nó sẽ mất order ở đây này. Đây. Ui, lỗi gì đấy? Console log. Ok, chúng ta đang có lỗi gì đó. Có lẽ là do nó chưa build xong. Được, success. Đây, khi chúng ta kích lần 1 hoặc là trên này, lần 2 hoặc là dưới kích lại này, thì hết đúng không? Thì lúc này lúc chúng ta kích lại này, thì cái order bằng 5 có đúng không? Order ở đây nó sẽ bằng 5 này. Thì các bạn cũng nên check nếu mà order bằng, nếu mà order này row.order có giá trị thì chúng ta mới làm, trái lại thì chúng ta sẽ không làm. Được chưa? Hiểu chỗ này không? Return false này. Đây. Và sau đó chúng ta sẽ gọi đến this trở đến getCode như này. Được chưa? Thì trên cái getCode này của chúng ta này, chúng ta sẽ chấm nối với thằng này nữa. Nối nó như thế này. Order string. Các bạn có hiểu chỗ này không? Đã, có hiểu không? Hiểu đúng không? Để chúng ta truyền các giá trị này lên này. Column và order lên này. Có hiểu không? Bây giờ thử nhé. Đây, anh kích vào này, mọi người sẽ hiểu ngay này. Vào network xem này. Chậm quá. Tại vì chạy qua thằng Valran, à, qua thằng server này này. Chậm đi bao nhiêu. Có nhỉ, chậm hay là chết đây? Chết. Order string. Các bạn biết là sao không? Nó sẽ phải là this. Đúng không? Truy cập vào đây. Chúng ta dùng dấu vào đây. Thay vì dùng dấu vào đây. Đây. Đó. Nhìn nhá, nhìn network này. Thì cái link của chúng ta truyền này. Đây, cái link của chúng ta truyền này.
sao chậm thế nhỉ? Kích phát đầu này không được này. Có thể do cái cây check này của anh rồi nhỉ? Tạm bỏ đi đã. Nếu mà hai thằng này cùng có. À. Phủ định đúng không? Trời. Thằng này. Chỉ cần thế này thôi. Rồi. Đây. Đây. Nó phải lên như này đúng không? Các bạn nhìn thấy giá trị truyền lên đây chưa? Page 1 này, column gì này, order gì này. Đó, DSSC này. Nhìn thấy chưa? Thì ở trên này chúng ta sẽ làm như thế nào? Trên này này. Chúng ta biết là bên service chúng ta vẫn đang nhận một cái là order đúng không? Đây này. Trước anh nhớ là anh làm cho lớp mình cái order rồi mình nhỉ? Sao không thấy ở đây nhỉ? Anh viết trên nhánh tuyển. Đó, anh viết trên nhánh của anh mà. À ừ. Bây giờ post lên nhánh của tuyển thôi. À, xem nào. Ok, anh sẽ truyền đây cái order của chúng ta. Thì ở đây order nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ nhận các giá trị là column. Mình sẽ trở đến column. Đây. Và anh nhận tiếp cái giá trị nữa là refresh trở đến order đúng không? Đây, được chưa? Anh sẽ chuyển nó vào. Anh sẽ chuyển cái biến order này vào như thế này. Đây. Thì trước khi mà tạo ra cái mảng này ấy, các bạn nên check volume. Nếu mà có cái này và có cái này thì chúng ta mới tạo ra cái mảng này, có hiểu không? Thì chúng ta tạo ra cái mảng này trái lại thì chúng ta gắn nó vào bằng cái mảng rỗng như thế này. Chỗ này có hiểu không? Tạo ra một cái mảng này với giá trị này này, giá trị này này, được chưa? Thì ở bên trong này chúng ta sẽ trong service thì chúng ta sẽ check nếu mà có order. Đây đúng không? Chúng ta sẽ check nếu mà có order. Có nghĩa là thằng này khác null đấy. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thì order nó sẽ dùng như nào các bạn? Query trở đến order đúng không? Order by và tên cột đúng không? Có phải nó là như này không? Column name đúng không? Và bên này sẽ là gì? Giá trị tương ứng, đúng không? Thì cái mảng kia nó sẽ có hai key là 0 và 1 rồi. Có phải không? Thì có phải là anh sẽ lấy như này không? Vì mảng đó có giá trị thì chúng ta mới dùng mà. Có phải là cái này không? Có rất nhiều cách để làm nhé. Đây là một trong những cách đó. Đây, được chưa? Thử nhé. Thực ra bản chất của thằng này á, không gọi lên server nó cũng đã đang short rồi. Nhưng khác biệt của nó là gì? Khác biệt của nó là khi mà các bạn short mà số trang nó lớn hơn 1 ấy, dữ liệu nó lớn hơn ấy, thì các bạn mới nhìn thấy sự khác biệt. Còn đâu trên cùng một trang thì thằng này bản chất nó đã short được rồi. Nhưng mà nó chỉ short dữ liệu trên cái trang đang nhìn thấy thôi. Hiểu không? Giả sử nó có 1.000 thì nó sót đến cái những 1.000
À, cái thứ 1000 thì nó sẽ phải qua thằng này, qua cái câu lệnh order này. Đây, sẽ như này. Cái sort của chúng ta nó sẽ như này. Đây, và khi sort thì nó sẽ à, toàn K. Toàn K đúng không? Nhưng mà thực... sort mà nó cũng xoay mà. Đúng rồi. Bởi vì con server kia nó đang chậm. Đây, phải dùng server này test big data với test query thì mới chuẩn được. Bình thường mình không thể sort, mình sort bằng view luôn à? Mình sort bằng view như anh vừa nói, nó sẽ chỉ sort cái dữ liệu trên trang này thôi. Chứ nó sẽ không sort được cái dữ liệu từ cái trang thứ hai trở đi. Nhưng mà khi các bạn sort mà truyền lên server thì nó sẽ sort được việc đó. Thì như vậy. Đây, chúng ta thử thay một cái giá trị khác đi. Một buổi demo cho các bạn không được nhiều, nhưng nếu để các bạn tự làm sẽ được nhiều hơn đấy. Chắc thì ngày mai mọi người đã làm hết như này. Thế á? Tại sao thế? Tối nay học luôn này. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái tư tưởng nó sẽ thay đổi. Chắc là buổi này anh sẽ demo hết cái này thôi. Dừng lại đây đó. Thì các bạn về outline vào các phần của các bạn nhé. Vâng. Và làm tiếp với phần thêm đi. Thêm với sửa là giống nhau mà. Thì các bạn làm đi. Thì các bạn có thể xem đối với phần thêm với phần sửa nó cũng không khác gì ở đây cả. Nó chỉ có khác một điều là validate thôi. Còn khi mà các bạn dùng Ajax thì nó sẽ dùng như này. Không khác gì cả. Được chưa? Đây nó dùng giống như các bạn dùng này. Đây. Được chưa? Các bạn cứ chịu khó làm đi. Thì có một điều là các bạn thấy là học web ấy, nếu mà những bạn học web mà học kiểu full stack ấy, thì các bạn ấy sẽ làm được cả mobile, làm được cả ứng dụng mobile, sử dụng các framework của JS như là React Native hay là thằng Vue bây giờ cũng làm mobile được, hay là Angular, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang làm hết tất cả mọi thứ, từ viết API, từ làm giao diện, thì đến khi các bạn làm ra mobile cũng phải viết những cái việc này. Bởi vì trên màn hình điện thoại các bạn cũng phải gọi server để lấy dữ liệu. Thì các bạn cứ làm tốt mấy cái này đi, kiểu gì các bạn cũng sẽ làm được cả mobile. Ok chưa? Và mobile để dựng giao diện của nó cũng dùng CSS. Đấy là cái điểm chung. Còn framework của JS mọi người thường nghe hay là gì đó thì anh không biết. Nhưng mà khi tìm hiểu bất kỳ một cái nền tảng nào đấy thì các bạn nên vào thằng này check cái độ phổ biến của nó. Sao? Số lượng người ở số lượng người đánh giá cũng như là số lượng người sử dụng. Thì các bạn search React này. Đây. Thì các bạn sẽ thấy đây nó của Facebook 142.000 lượt thích đúng không? Đây là số người dùng trực tiếp ở trên Git ấy, là phốc về 27k đúng không? Số người đang theo dõi cái Rebo này, đây là một Rebo, nó khoảng hơn 6.000 thôi. Còn thằng View này, chưa kể tí nữa anh sẽ nói đến cái số lỗi mà thằng này đang có này. Đây này, các issue là các lỗi đó mà người dùng report ấy. Đây này, nhìn đây đây đang mở thì sẽ là 728, đây là của React nha, nhưng mà số lỗi đã đóng rồi hơn 7.000 lỗi đã được lâu rồi, kiểu vậy, gần 8.000 rồi. Và số người tham gia phát triển thì các bạn có thể xem ở đây, contribute, nó trong phần contribute này, số người tham gia phát triển đây hơn 1.000, nó sang thằng Angular thì sao lại không... À, chúng ta đang search ở trong Rebo của thằng Wix thì không được. Angular này. Các bạn nhìn, đây cũng để có một cái nhìn tổng thể để cho các bạn đánh giá. Đây, hơn 3.000 nữa đúng không? Kém hơn khoảng 1 nửa. Hơn 56.000 thằng kia 147 đúng không? Còn đây, số người phốc cũng ít hơn hẳn luôn. Contribute của nó cũng có ít đâu. Rất là nhiều. Và lỗi của nó cũng tương đối nhiều. Nhiều hơn. Xem đóng hơn. 16.000 cái đã close. 2.000 cái đang mở. Đó.
thằng Angular thì nó kiểu như là nó không nó do chính kỹ sư của thằng Google phát triển nên là nó cái tính mở của nó không bằng những cái thằng khác. Đây còn thằng này. Thằng này 155.000 đang hơn thằng kia nhá, thằng kia 147. Lượng người phốc và dùng trực tiếp thì đang ít hơn thằng kia. Đúng không ạ? Lượng người theo dõi thì nhiều ngang với thằng kia. Đây này. Số PCU này không quá nhiều. Hơn 280 cái, 284. Hơn 80 cái cả lâu. Kiểu vậy. Nhưng mà con GPU của thằng này ít lắm. Nhưng mà ở React nó có Redux hoặc ở Angular nó có NGRX nhỉ? Thằng nào chả có. Nhưng mà cái thằng build này nó là cái gì anh?